第239天, ngày hai trăm ba mươi chín. Hãy nghe và nhắc lại cách nói, cái áo này có số lớn không?这件上衣有大号吗?这,见,上,一,有,大, ?这件上衣有大号 号吗？这件上衣有大号吗？这件上衣有大号吗？Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Tải xuống. Chả dại. Quen thuộc. số chi si. một công ty du lịch y cha lưu yếu công sư xin lỗi ngại quá不好意思 chị ruột xin chìa rượu sớm đã quen rồi sáu triệu xí quả lọ. đừng vội, từ từ thôi. Biế chí, mặn ma lái. Cái hòm, vali, xăng gì? Đi giày cao gót không dễ đi. Chân cao gót không dễ đi. Đại đa số. Đa đô số. Đi về phía trước đại khái 200 mét. Vòng chiến dấu大概 200 m. Thảm quá đi. Hảo tràn à. Đớt quên. Miễn đớt hoang dị. Mấy cái chén trà này. Những cái. trà bay Hi hi. Xì xì. Em tưởng đều lấy ra rồi. 我以为都拿出来了, Đợi trên cùng, ngăn trên cùng. 最上面一层，玫红秋发定滚塞。前几天进去找本书，笋伞，旗袍，织料、面料、丝、网，面料摸起来。 ngắm một chút càng đẹp mắt hơn. Đoán ý đẻ, càng hóa khăn. Cửa màu nâu. Dung sửa Còn cần cái gì? Dung tư lịch sự. Khái suy Cỡ lớn, số lớn, 大号。